Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio có làm cái clip để lắp loa cây. Bình thường thì loa cây sẽ dùng tép đĩa, nhưng hôm nay em lại sử dụng tép giấy cho khách hàng và bác này là lấy hai đôi tép giấy cơ. Và một bát 30, một chung 12, một phân tần và đánh hai đôi chép trên một chiếc loa. Đấy, thì hôm nay thì em chỉ để cho đây một đôi chép thôi để hình dung loa cây, còn nó khi một loa thì phải có hai chép giấy, còn nếu các bác dùng chép đĩa thì chỉ cần một con chép thôi là được. Em Tùng Nguyễn sẽ review linh kiện cho tất cả các bác. Em ghép với cả đôi bát là 30 gân mút từ kép 25 châm xương sắt, củ từ của nó là 126 và côn 51. Loại này thay vào loa BMB hoặc là đánh ở các cái dòng thường là được rồi. Đấy, xương sắt, gươm mút xốp là đánh dâu tay thỏ nón sần. Côn con này côn 51 nhá, bát 30 với 850 đôi bát này, 850.000 đôi bát này các bác nhé. Bát 30 từ kép 25 châm, nó là dòng BMB nhưng mà công suất nhỏ, côn 51 25 châm, và loại này loại thường, không có in yết gì vào đây cả, không có in chữ gì đâu, loại thường thôi. Đấy, và em lên với cả loa cây, em lên với cả đôi loa chung, chung 12 gân cao su và chung kín, thuộc vào dòng chung kín, kích thước vì ngoài là 14,5. Đối với dòng này thì nhà em có cả chung neo, còn đây là chung từ thường, chung từ thường. Và khi loa cây thì không bao giờ thiếu được phân tần là ba loa. Bình thường các bác đang được xem ở đây, con này cũng là ba quay này, con này cũng là ba quay, nhưng con này là loa full, đánh hai bát và một chiếc kèn. Còn con này là phân tần ba loa, một bát, một mic và một chép. Nếu đánh hai chép giấy phải hàn song song ra thành hai đường chép để đánh phân tần ba loa này. Đây là phân tần ba loa. Còn đây là em nên với cả chép giấy BMB, các bác có thể chơi chép giấy BMB hoặc là chơi chép thường. Còn đây là chép xịn của BMB China. Ở dưới của nó lót một cái lớp mút và đánh dâu tai thỏ. Đây là một dòng chép xịn của nhà máy China, BWTVK 860A, 2W 8 ohm, bích thép 7 màu. Đây là chép giấy. Còn đây là phân tần loa full của BA-5, input vào, đánh 2 bát một chép và đánh 1 bát một chép được phân tần này. Đấy, hôm nay em Tùng Nguyễn Audio giới thiệu về cái đôi phân tần là BA-5 này với giá là 600.000 bao ship này. Đôi chung này là của nó là 200 này. Thì hôm nay em review cái combo loa cây và cái phân tần để cho tất cả các bác tham khảo với các dòng tép giấy, rồi là bát rời để dựng loa, các cái cấu hình loa nào bị cháy thì mình mua về để bổ sung. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio xin chào và hẹn các bác ở trong cái clip mới nhất nha.